ở dưới xe đại ông nguyên con để nguyên cục đây vụ vậy vụ vậy trời ơi con đi làm giấy tờ chị có làm giấy tờ không dài lâu rồi để lâu không dài 4 tháng rồi thứ người ta thứ lèo thành nó dốc rồi mai đi mai lên em lấy nha mai mốt em lấy hoài cùng hai hoài thôi để đi. Là sao rốt cuộc còn bán xe hay không bán? Bán. Bán nhiêu tiền? Bán 4 triệu. Bán cái đó để đi làm giấy tờ cho mấy đứa con hả? Ừ. Đồ tú lịch nó đi. Giấy tờ nếu như mà có đủ thông tin thì tự làm được chứ cần gì phải nhờ người ta làm chi? Mà xưa người ta làm giấy tờ ta đâu có nhờ bỏ ra ngàn nào đâu. Làm đi làm ơn mà nhưng làm giấy tờ mà giấy tờ gì đi ra giá con làm giấy tờ mà làm ra là lần thứ 3 đó là giấy tờ tao cũng lên đi học á vừa lấy giấy tờ cũng nó lấy giấy tờ mà giấy tờ của nó gọi cho mày có em không mà không mở đường không mở đường có lẽ không đường nó chua. Hôm nay anh trai nuôi của Trận Sống xuất hiện ăn mặc sao mà sẽ tinh quá vậy? Một hoặc là ai chửi bắn tà giả đi thằng con chiếc thôi không? Để lâu quá đâu được. Không được. Qua đợt. Rồi chẳng lúc có mình căn cước là người ta làm mấy qua đợt lên tỉnh làm ngày nào nó không làm. Thôi kệ nó giờ hàng hán lời với nó. Rồi mấy Tú Linh có về chung với mày không? Về với đưa nó về luôn đi, về với bà ngoại ở luôn đi, ở nó ngoại quá. Thằng của cha con lo chưa xong mà lo cho bà ngoại. Bà bán với đó khỏe. Hết này chiều nay mua ra bốn xe mua bé anh chồng cả năm về cả năm giờ đó lên chưa chắc cú nữa ngày nào có đưa tiền cho mình đây cách à là bây giờ ba cái đưa tiền cho mình hai chị lo đó về quê hả bán cái xe đó hả cái xe đó 4 triệu lỗ mất 2 triệu rồi. Ô đấy tại vì khi mà mua về mà tân trang sơn sửa rồi là cặp bạn gai thì các kiểu đó. Cậu không có làm gì mà tháng có 4 trăm rồi. Trời mày mà bán vậy cô cẩn ở Mỹ buồn chết. Hai cái xe ta mua hết trơn á. Một cái xe ở Thủ Đức là cũng tôi mua chị Ly Úc. Chị Ly Úc là chiếc đầu tiên nè. Còn chiếc sau là cô cẩn ở Mỹ nè. Chiếc thì mình chạy đó chứ mình lo anh chạy 2 chiếc. Anh chồng nói là chặt hà là phụ sống lòng của anh thì quên chứ không để là vợ con đi ra gầm cầu đúng không? Dạ dạ. Vậy mà phải coi lại cách chi tiêu tiền bạc của mày sao cho nó hợp lý. Nguyên cái buổi giấy tờ hôm trước giờ cũng phải hết 4-5 triệu rồi. Hết té rồi nè. Nếu như đi về lái gửi xe lên nó tiện muốn chết luôn à. Nói nhẹ nhàng lắm nhưng mà thấy lăn nhăn rồi mấy tháng này chưa xong luôn. Vậy thôi. Vậy hiện giờ bà và vợ đang giữ chứ. Ra bưu điện gửi lên. Không có nhờ ai được hết. Sao không nhờ ai được? Anh nhăn chi? Anh nhăn đâu? Thằng điện nó mất máy. Rồi còn thằng lính mày đâu? Đây đây. Rường. Lính láp gì hồi xưa sư phụ lo quá trời lo luôn giờ nhờ không được điện nghe hoài vậy thôi vậy thì... Ê cái hũ trà đào ra không phải 45 ngàn nữa hơn nha cậm nha bữa qua mà bán tao là mày lỗ đó 45 hả 45 hỏi kỹ rồi sao rẻ vậy mua mấy hộp mấy tiền
Không, Trọng nó mua 1-2 hộp chứ đâu mà nhiều. 1 hộp à, 45 ngàn. Để tao mà nó rẻ đó. Ở ngoài. Ở ngoài. Tao nói siêu thị nó bán tới 7-8 ngàn ra. Chiều nay về quê là hên xui à, bán xe xong rồi cũng về được. Ta đưa đi cho mình rồi nha. Không có sao về được. Nếu mà bán xe phải xin lỗi cô Cẩn là Mỹ à, tôi mua đàng hoàng à. Về dưới lấy giấy tờ để lâu quá. Mình không lấy mà mình nói giống như ta. Giờ không bán xe tao cho mượn tiền nè. Ngày góp 500 ngàn. Thôi, bị chiều nay nó đóng 500 nữa kìa. Sao bữa cái cô đó nói cho mượn 7 triệu để lái xe ra mà chưa gì hết, là mới có mấy ngày giờ ngày góp 500 ngàn vậy. 7 triệu là mày trả. Còn thiếu 2 triệu hả? Hay bây giờ PT cho mượn ta? Trời, nó uống miết vậy chết rồi. Trời, bán nem nãy nó ăn nem nãy tao chưa trả tiền mà nha, tao quên nó tí trả. Làm ly coca xong giờ ly coca mình đợi. Nó bán ế nó ăn miết vậy đó. Tao đâu nước. Ủa rồi chiếc xe lúa sao không Trọng? Tại vì tao tháng rồi mình mới trả tiền mà. Là tháng trả góp tiền nó tại hiện tại đang cầm. Mà chưa lấy đang cầm luôn hả? Đang cầm lâu rồi nè. Cầm cái xe 7 triệu, 2 điện thoại 3 triệu thì tại nó cầm 10 triệu. Đành đi. Mất kể. Rồi nó nợ TT 1 triệu trả cho ta. Trả lâu rồi mà. Còn nợ anh Tiến không ta? Anh Tiến chịu. Còn nợ hả? Trong ngoài việc nợ và cầm nợ ra. Xa xa kia là đô la một lạc tới à. Trời không ăn dép luôn. Trời ơi. Nóng đất nó bay lên. Độc lắm chứ bọn. Ông thần tới kìa. Thần quý. Quậy ơi là quậy luôn. Có gì đâu vậy? Đỡ sống chưa? Giờ nó khỏe rồi đó. Mua đồ chơi cho nó nè. Mua đồ chơi giải 7 triệu, tiền tích 7 triệu có không Trọng? Có không Trọng? Mua sao mà nghèo khổ mà mua đồ chơi 7 triệu như vậy? Sáng ngàn chiếc, triệu chiếc. Một ngày là 200 ngàn rồi, tính đi. Không không, không tới đâu. À, chiếc 39 ngàn, 2 chiếc 7 mấy. Là sao không hiểu? 4 triệu rồi. Sáng nó xấu 7 triệu gì đó. Mình nhắm nhắm cỡ đó vậy. Mà làm nhiều chuyện người ta ghét thêm á. Chào chưa chắc nói câu nếu bây giờ mua đồ chơi cho nó sẽ khóc, do cái cách mình là vậy chứ con, nếu mà cứ chiều như vậy nhé con nít thì nó mua. Đây là khóc mà ối quá, khóc mà quýnh nó mới lần nó sợ chứ có gì đâu. Tớ còn tớ hỏi mẫu mà sẽ nói nó hết lời, tớ còn ai nghe câu đó cũng có cái chơi phải mua, mua rồi nó khóc. Mình nó nghèo rồi mày tiết kiệm chứ đâu kiểu mà nó đòi cái gì mà cũng mua đâu. Mua rồi nó giờ nó hết bệnh luôn đó hả? Thằng Trọng nghèo quá vậy, bình định giáo yêu nói luôn nè, thằng Trọng nghèo là do nó xài phung phí. Nó không biết sử dụng đồng tiền hợp lý là nó nghèo thôi. Có. Ngưng rồi chú ơi. Ngưng hả? Kết thúc chương trình này truyền hình Việt Nam. Ủa ngưng hả, hết thế còn xíu đê, gậy sốt vậy. Con còn nhiều mà. Còn mà được 3 bóng ly. Ngưng rồi chú ơi. Hôm nay nó sụn nụ, ngưng rồi. Bây giờ nếu mà bao đã là dư đó. Nó bán nửa bao à. Nên bán hết, mai nghỉ bốc đi Mỹ luôn hả? Dạ. Thôi chứ đi vậy là... Ở dưới đây đi tờ, trong mặt gì làm đi làm giấy tờ. Em đi là đổi lại với chúng mình con chiếc. Vợ dạ, vậy luôn. Đi về chắc 2-3 bữa mới lên hả anh Trọng? Đi ghé lấy giấy tờ vợ đó biết không? Của chúng mình nhau khẩu á, gửi người ta làm giấy tờ định danh đó. Rồi bây giờ lấy chung lượt luôn. Rồi xong là về dưới làm hai đứa làm ghé làm giấy kết hôn cách cho nó. Chưa làm giấy kết hôn nữa hả? Chưa. Để sao bữa có clip nào nó nói có rồi đúng không bà con? Lưỡi không xương nhiều đường lát léo. Phải. Đâu lại chuyện sao giờ làm giấy kết hôn đi. Cái này giờ làm cái căn cước. Có tại vì do không có tiền không gài mình hứa lèo với người ta hoài đâu được. Mình về dưới là lấy. Chuyện sao về anh làm giấy kết hôn luôn. Này. Ê, nhưng mà cho hỏi nè, cái chuyến này mà về thanh thiên bạch nhật hay là trúng chui trúng lưỡi nữa? Mình về bình thường gì đâu. Thường á, chứ còn 14 triệu của anh kia nữa mà. Anh kia đây gửi bình thường à. Anh kia gửi 500 triệu. Nó còn nợ với quê 14 triệu nữa quá vậy. Khi nào chậm ngóc đầu lên nổi là hết nợ rồi, hết cần xe đây. Mốt chắc
hết cái nhà giờ anh ở chi rồi. Nó nói chuyện xàm xàm nữa đó. Thôi ngày mai ở quần kia cái rồi. Nói tốt thì nhà trọ. Cái gì nó cũng muốn hết á. Sư phụ. Bà Tê dạo này biết em mì tôm rồi. Dạ bữa mấy anh em ăn sinh nhật em nha. Okay. Còn cái vụ sinh nhật mới nhớ. Mấy bữa tới rồi. Hồi nào đó mà nói mời đi nhà hàng rồi hoành tráng là sao đậu? Thì ông tới ngày đó nó là tổ chức nè. Hồi đó nghe nói là mình nói anh Tony tổ chức mà. Mà không có tiền mình tổ chức á nhiều. Cái đợt đó là ai mua một chặng một tấn măng cụt của ta. Có à, không có măng cụt nữa. Ông bác thầy nhất xe máy chưa? Thầy nhất xe máy chưa? Chắc quá hay. Đi đăng lên lều bên ngoài. Bên đây ông bác làm gì đâu ông bác? Đi làm chứ. Ông đi làm gái. Bác có đi lấy xe đạp đi. Dạ là ngày mai. Để về cho các tìm con hai bạn về cho bác. Trạm bên đây dọn sớm về rồi quý vị ơi. Trạm trọng. Bọc gì á? Bọc rác chứ bọc gì? Bọc rác ông bá ơi. Bữa nãy không nói rồi, con kéo cái xe qua. Nghe hiệu qua, bọc nghe hiệu qua, đâu có gì giống cái hai cái bọc này. Sẵn dây về cho dùng tóc của con luôn đi. Rồi chút dẹp rồi. Này, 17.000 thì đúng hai cái này đi đổ là 17.000 đó phải. Dạ. Dạ, đi đòi là hết rồi. Dạ, tiếp con vô. Dọn luôn đó, nó dọn luôn, nó về quê đó, vừa về đó. Giờ này dọn luôn hết rồi. Chưa. Chưa. Chưa chuẩn bị. Chắc cũng 3 giờ. Cách em 50 phút nữa. 3 giờ. Giờ lo ra bánh xe mua vé rồi. Bánh xe ra đi mua chứ cần thì mua trước làm gì, lại ngày thường mà. Chuẩn bị quần áo đây kia. Lại đi lễ đâu mà. Đi hai vợ chồng hay là một mình bạn? Đi hết. Không biết nữa, giờ nào polymer trong túi đi mình biết. Giờ chưa. Thấy chồng về quê háo hức lắm, thấy giống như về Tết với chồng. Chưa đâu tiền, có tiền đâu về. Má cha chị tôi ăn trước đi rồi kia trải sao? Mấy anh em. Rồi cho má cho ăn vậy hả? Trời ơi, chết chết. Sợ trọng sống luôn á. Hôm nay ta dạy mà cách làm giàu nha. Mày giàu chứ mày nói đó. Ta chưa giàu nhưng ta biết cách dạy nhưng mà ta không có giàu được. Mua bánh sách cho nó đồng 10 tuổi hàng ngày thay vì nó ngồi lướt TikTok. Chồng bữa nay được ăn nem lai dung nha. Bữa nay mình không có lên. Mình nãy giờ. Nãy giờ ăn 4-5 cái nào quý chị ơi đâu. Không bán được cái nào, chỉ có tôi mua được chục cái à. Tao mua xong mấy mày mua đa số là mấy anh em mua không mà. Trời ơi. Nó nói là nó thích gì ăn đó mà. Trời ơi là thêm cái nữa trời. Đem lại vô. Đem lại vô. Mình ăn lại nha. Trời ăn cái chục cái luôn á. Anh đọc xong anh ăn xong dễ review á. Xạm ơi dãy ngày mai bây giờ tao biết là tao không mua cam nè. Ừ mai chắc về chắc không. Chừng nào lên mua à. Dãy lại nghỉ luôn. Vợ không bán luôn hả? Về hết gia đình mà. Về dưới lên lại á làm giấy tờ mà. Tôi làm giấy tờ miết thì trời. Thôi nha, đây là lần cuối cùng anh chọn về quê làm giấy tờ nha. Mỗi lần nữa thì thôi luôn đó. Không, chứ lần sau thì anh làm giấy kết hôn. Lần sau thì làm giấy kết hôn. Bắt đầu nghe mà không chặn lời. Hàng tháng lời. Nãy thấy xếp lên giấy lướt qua hả trọng? Phải tít lắm hả? Phải tít ghê lắm. Xin lên mà đi ngang qua đây. Tại nó lướt qua mà có lướt qua thiệt á. Có hả? Mày thấy không? Thấy. Thấy hả? Thề đi. Không đạn lớn rồi. Tốt lắm. Để cho con theo xe hả? Mà xuống đang làm gì vậy? Nem lại vô. Nem lại vô hả? VR à? VR cho nem lại vô không ngon bằng nem Bình Định không? Đúng rồi, nem Bình Định ngon hơn. Hay là bữa nay ta mua đem vô mà bán. Nãy giờ review mấy cái nữa chồng ơi. Mấy cái thứ tư rồi đó. Review cái thứ tư. Cái này biết là sao anh chồng không bao giờ giàu nội rồi. Tại vì có thích gì mua cái đó.
mà chơi vui thì sao? Thấy chưa, mưa tái ra không? Mới nói là sập mưa xuống rồi. Tiếp lị chứ. Rồi. Ê, lột lột cho sư phụ một cái con, cho con ăn hoài vậy. Rồi nãy giờ ăn ít nhất là 6 cái đó. Tại chứng kiến nãy giờ còn đi dùng quán cà phê tạm để. Mà hình như chua chua hay sao, nó còn xanh mà. Nó mà là đưa nhà gia đình về là cũng tiền không à. Tí chứ cũng phải 2 triệu. Em nhóc kêu nè. Rồi về mấy ngày anh chồng? Lên mau mà. Về làm giấy tờ không? Ủa sao kỳ vậy, mà về làm gì? Ngày mai chủ nhật rồi về làm gì? Chủ nhật mới về. Thứ hai mới về. Trời. Chiều chủ nhật tối, thứ nhật tới. Tối rồi tới, sáng thứ hai làm. Tự nhiên mất một ngày bán vậy. Rồi tính chứ. Về bữa thứ bảy đúng không? Ừ, mai chủ nhật. Thì ngày mai mày bán chiều tối mày về. 12 giờ đêm tới. Bữa thứ hai không? Ở lại bữa thứ hai nữa rồi thứ ba mới về được. Ý là muốn về sớm á để chơi với mẹ. Còn nếu như vậy sao giờ thứ ba đi, thứ hai nó đông lắm. Thứ hai đầu tuần. Thứ hai đầu tuần làm gì cũng đông á. Thôi kệ đi. Để nó muốn tính gì tính. Mày tính đâu có lại nó đâu, mày tính bằng lại nó mày có tính. Một ngày bán mình ráng bán ngày nào được ngày đó, ngày mai mình vẫn bán chiều tối về. Mưa tới à. Nhưng mà người ta thích người ta làm. Còn cãi được không? Cãi được không? Sáng giờ mình ăn giống mệt em lại dùng vậy đó. Để ông bác còn review thử. Còn lột ra. Ta ta mở cái vỏ này nè. Rồi có kinh nghiệm mở nhanh nhắn nhai nuốt. Rồi sao nó cuốn gì mà quát là bự vậy? Hình như chưa chín nó thịt nó còn đỏ quá trời nè. Không, nó bảy bè. Ngon lắm. Có ớt hiểm nó mới ngon. Em nó nhờ có trái ớt ngon. Ngon không bác? Hai trẻ con thiệt á. Sợ luôn á. Ấy nhỏ kia trời ơi. Rồi nó lấy cái tay à. Trời ơi. Ủa chồng ở đây mua đồ chơi cho nó chưa? Bữa nay không có mua. Bữa nay không mua hả? Mua hay rồi. Ngày nào cũng mấy trăm chục ngàn, trăm ngàn đồ chơi. Họ giá gì ông bán ngày có 30-40 kg mà họ giá gì? Người ta bán số lượng nhiều chứ mới được giá tốt. Coi họ giá cái nào rẻ hơn thì lấy đó. Rẻ hơn còn tùy vào chất lượng cam nữa. Em ơi. Mưa rồi em ơi. Dọn luôn đi, mưa rồi đó. Dọn đi. Bữa nay anh chồng tính ra bán đâu được 10 ly đâu. Đúng rồi. Có 10 ly. Ly à. Lỗ chất luôn. Lỗ lắm tại vì còn anh em. Lấy giờ anh ăn cả chùm nem. Lấy giờ anh ăn cả. Rồi anh ăn cái mạc từ đường luôn á. Ngon quá. Mạc rồi người ta nói là tôi không sợ lợn. Rẻ 10 gái nem 35 ngàn nè. Khó 15 ngàn gái ơi. 45 ngàn chứ chồng. 35 bán chứ không có lời quá, đáng lẽ nó bán 4 chồng à. Còn 2 cái nữa anh chồng ơi. Trời ơi. Xử lý luôn dùng cái anh chồng ơi. Ai với cái miệng đó nó bỏ vô nó thồn quá. Giống bịch lên đây vô. Bỏ nguyên rồi nè, mới ngon. Mình rỡ cái ớt kia này ra thật ngon. Đâu? Looking for me. Đâu mà nó bác kiếm gì á, kem về cho ông bác rồi dọn bớt cái này mưa rồi đó.
Trời, ngày nào mà uống nước ngọt uống nhà chiếc mày tiểu đường luôn á Trọng ơi, thiệt luôn á. Mà không biết trân trọng sức khỏe gì hết trơn. Uống nước cam thì cũng đỡ. Mua lốc à, ta tặng một lốc. Em mua hai lốc. Thế là ta nói là uống á, còn mà mua tặng kệ ai liên quan gì? Mua lốc với tại lốc không Trọng. Ừ, ta tặng em hai lốc đó. Mua mấy lốc mẹ tặng. Xanh. Đá kìa sao ở đây. Em đâu rồi? Làm sao anh không lăn không rồi? em ơi em đâu rồi? Làm sao ba có đâu? Giờ anh chậm chọn mà do mưa này, mai mới chưa tới 4 giờ mà chậm. Bữa nay là 3 giờ hơn. Có lý do đi dập nghỉ không? Trời mưa. Không mới bước trời mưa mà. Trọng ơi, kêu yêu quái đừng có xuất hiện nữa Trọng. Dạ này ông bà bác trời ơi, nó nhét quá trời nhét đồ rồi, trong nó xíu à. Có anh em kia đó nên thịt quá. Quá tuần em bán anh em Bình Định đó anh Trọng. Trời ơi, mai ngày tối nay mình đã bụng chết luôn á. Ngon quá. Mày ăn tao thèm tao không phải ăn nè. Quá ngon. Đúng hả? Tao nói ngon dữ vậy ta. Ủa cá đó cũng vừa bé mà ăn không hả? Cái này là mình đang hỏi. Rồi nói chuyện thôi nè. Bán đồ mới không để đi bán đồ cũ. Không. Cái này em héo là càng ngon đó. Trời ơi, nem nó chưa chín, trời mình nói khen ngon. Không ngon, mà chưa ăn nem mà định rồi. Ngon vừa. Ngọt ngay vậy, ngọt như đường. Nó chưa lên men. Mốt mình ăn nghe mới chín. Để mình sao nó ăn nó ngon rồi. Nó nói vậy ăn thôi. Để giờ Trọng ăn cái chục cái à. Để đi ăn được nhiều ăn. Rồi, hai vợ chồng bác đang cực nhau quý vị ơi. Liếc mắt. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chạy vào một video clip tiếp theo mọi người xem. Tôi hạn hán lời luôn, tôi hết hứng nói luôn. Cô chú nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định nếu như cả nhà. Bye bye.